Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hậu trường nghệ thuật. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin nổi bật và đặc sắc về văn hóa nghệ thuật diễn ra trong tuần qua. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chính của chương trình. Rakugo là một loại hình nghệ thuật tấu hài đặc sắc của Nhật Bản. Chương trình độc diễn tấu hài Rakugo lần đầu tiên đã được Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản mang đến thành phố Hồ Chí Minh với sự trình diễn của nghệ sĩ Katsura Utazo. Rakugo là một loại hình nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản. Trong Rakugo, người biểu diễn có thể vừa đóng vai người dẫn chuyện, vừa vào vai các nhân vật trong chuyện. Vì các câu chuyện hài đều được diễn đạt bằng tiếng Nhật, nên ngôn ngữ luôn là một rào cản lớn khiến cho nhiều người nước ngoài không thể thưởng thức được hết sự thú vị của bộ môn nghệ thuật này. Tuy nhiên, phần biểu diễn Rakugo tại Việt Nam có phụ đề tiếng Việt, nên người xem cũng dễ theo dõi các câu chuyện hơn. Một vài câu chuyện hài Rakugo nổi tiếng có thể kể đến như Thần thờ Yotaro, Thần chết, đã được nghệ sĩ Katsura Utazo biểu diễn với giọng điệu hài hước và dí dỏm. Buổi biểu diễn cho Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức. Tối ngày 26 tháng 10 tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, ông Biswajit Roy Chowdhury, Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục Châu Á, đã trao bằng công nhận cho nghệ sĩ Mai Đình Tới và công ty nhựa Đạt Hòa kỷ lục Guinness Châu Á về dàn nhạc bằng nhựa mang tầm vĩ mô. Dàn nhạc được sử dụng tổng cộng hơn 7.500 mét ống nhựa, khoảng 20 tấn và chịu tải trọng khoảng 10 tấn với 20 nhạc cụ như đàn tranh, đàn bầu, đàn nhị, guitar, trống và sáo cho 20 nhạc công trình diễn cùng một lúc. Các nghệ sĩ đã biểu diễn các tiết mục dân ca, quan họ Bắc Ninh, cải lương và các bản nhạc nước ngoài bằng chính những nhạc cụ được tạo ra bằng ống nhựa. Âm vực lúc thánh thót, lúc trầm bổng đưa âm nhạc đến gần hơn với người nghe. Cũng tại lễ trao bằng công nhận kỷ lục Guinness châu Á, nghệ sĩ Mai Đình Tới cũng đã biểu diễn những tiết mục độc đáo như thổi sáo bằng mũi, thổi ống nước. Ít ai biết đoạn ống nước mà người nghệ sĩ tài hoa này mang đến trong buổi trình diễn đã theo anh trình diễn ở gần 50 quốc gia trên thế giới. Trước đó, vào năm 2008, dàn nhạc bằng ống nhựa của nghệ sĩ Mai Đình Tới đã đón nhận kỷ lục Guinness Việt Nam. Với dàn nhạc nhựa, kỷ lục Guinness châu Á 2012, đây không chỉ là thành quả riêng của nghệ sĩ Mai Đình Tới, mà còn là một công trình nghệ thuật văn hóa mang tầm quốc gia và vươn ra châu lục. Hãng phim hoạt hình Walt Disney sẽ đem đến cho khán giả một cuộc hành trình đầy vui nhộn và mang đậm sắc màu các trò chơi điện tử trong bộ phim Greg Eastcraft. Đặc biệt hơn nữa là khán giả nhí Việt Nam có cơ hội thưởng thức bộ phim với phiên bản lồng tiếng Việt qua giọng nói vô cùng hài hước của diễn viên Đinh Ngọc Diệp và Hoàng Mập. Phim do đạo diễn Rich Moore, chủ nhân của giải Emmy, ông nổi tiếng với series truyền hình The Simpsons, Futurama thực hiện. Nội dung phim xây dựng dựa trên nhân vật Ralph trong trò chơi điện tử Greg Eastcraft vì đã quá mệt mỏi bởi việc phải làm nền cho Fix It Felix, người luôn đóng vai người hùng trong các trò chơi. Ralph không muốn đóng vai kẻ xấu nữa. Anh quyết định thử sức và tham gia vào cuộc phiêu lưu của thế giới game để chứng minh rằng mình có những tố chất của một người hùng. Càng thiệt được chương trình Ralph. Anh không phải ở đây, đúng không? Ê, sao ta lại to quá lão quá vậy? Anh không biết, em mang cái gì mà nói chuyện nhiều quá trời vậy? Ralph đã rời bỏ trò chơi của mình. Gã phá hoại đâu rồi? Greg Eastcraft là một bộ phim hài hước, thú vị, nhưng cũng không hề thiếu đi những tình tiết cảm động và những cuộc phiêu lưu lý thú. Chắc chắn bộ phim sẽ đem đến cho khán giả nói chung và khán giả nhỏ tuổi nói riêng những trải nghiệm thú vị. Tôi không biết giải thích với cô ra sao. Cái này nhìn giống như những vết cào. Em đừng có dùng sức mạnh của báo chí. Em cứ làm lớn vụ này đi. Cô đừng bao giờ nghĩ tới chuyện trả thù. Bùa ngải là ma quỷ. Em sẽ giúp cho nó chết. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cà phê cùng Sao. Vừa rồi quý vị vừa được theo dõi những hình ảnh mới nhất của bộ phim Scandal với tựa đề tiếng Việt là Bí mật thảm đỏ của đạo diễn Victor Vũ. Đây được xem là bộ phim đầu tiên của điện ảnh Việt Nam phản ánh về một thế giới ngầm ẩn sau lớp vỏ bọc đẹp đẽ của làng giải trí Việt và thông qua câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của hai nữ ngôi sao điện ảnh tên tuổi. Ngay sau khi bộ phim được công chiếu thì bộ phim đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng với Minh Phương gặp gỡ và trò chuyện với hai nữ diễn viên chính của bộ phim. Đó chính là Maya và Vân Trang. Xin chào hai bạn. Chào Minh Phương. Chào Phương. Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê cùng Sao.
Maya và Văn Trang thân mến, trong bộ phim này là những người của showbiz, thì các bạn cảm thấy bộ phim đã phản ánh đúng thực tế của showbiz về bao nhiêu phần trăm? Maya thấy là đã gần như là xác thực được với showbiz rồi. Tuy nhiên rằng thì showbiz mà nó rất là hỗn độn, rất là nhiều các lĩnh vực, không chỉ với đối với ca sĩ hay diễn viên mà người mẫu cũng vậy, nói chung là rất là nhiều trong đó. Mẹ nghĩ rằng là showbiz thì vẫn còn nhiều hơn. Đúng rồi. Thế còn Vân Trang, bạn nghĩ sao về điều này? Bộ phim này anh Victor Vũ viết kịch bản trước đó cũng khá là lâu rồi. Và khi mà viết kịch bản thì cả ekip và mọi người nghĩ là ui, sao mà showbiz ghê quá vậy, sao mà đen tối quá, mọi người cũng lo lắm, lo là không biết mà khi mà bộ phim ra thì có phải là mình giống như là mình đang làm trong showbiz mà giống như là vạch áo cho người xem lưng vậy thì cũng nguy hiểm quá. Nhưng mà sau đó khi mà phim chuẩn bị bấm máy á, thì tất cả các scandal nó ồn ào ào ạt ở trên truyền thông luôn. Thì lúc đó anh Vũ mới nghĩ là ô, vậy là showbiz Việt còn ghê hơn trong phim của mình nữa. Cho nên là anh đã rất là tự tin để làm cái bộ phim này. Thế thì không biết những mặt tiêu cực đã được phản ánh trong phim có hơi cường điệu hóa hay không? Và bên cạnh đó, bộ phim còn khai thác một khía cạnh mà mọi người ít khi để ý đến, đó chính là bùa ngải. Thế thì các bạn thấy điều này có đúng với thực tế hay không? Vấn đề đưa bùa ngải vào ấy, thì Mẹ nghĩ rằng đó hoàn toàn là câu chuyện có thật. Bởi vì thật ra thì ở ngoài đời, Mẹ cũng biết là có nhiều người họ dùng bùa ngải với nhau. Và thật sự là khi mà mình đọc kịch bản, mình thấy tất cả những cái gì diễn biến trong phim quá đúng luôn. Từ đến cái thời gian nào là bị ảo giác hay là, hay là bị mệt hay là cáu gắt. Thế là Mẹ thấy rất là đúng. Vân Trang thân mến, khán giả đã được biết đến bạn qua rất nhiều vai diễn từ phim truyền hình như là Lối Sống Sai Lầm, hay đến những bộ phim điện ảnh như là Cô Dâu Đại Chiến, Thiên Mệnh Anh Hùng nè. Thế thì đến Scandal, bạn đã phải hóa thân vào một nhân vật với tâm lý rất nặng nề và phức tạp. Không biết Vân Trang phải chuẩn bị cho mình một tâm lý như thế nào để có thể diễn thật tốt những phân đoạn trong phim? Thực sự là Trang chuẩn bị cũng khá là nhiều. Xuyên suốt một tháng trời trước khi bấm máy là Vân Trang luôn luôn lúc nào cũng online hết. Lên trên mạng và xem những cái video clip mà họ gỡ bùa ngải như thế nào để mình học hỏi cái cách. Rồi xem những cái bài báo để mình đồng cảm thử với nhân vật ở trong cái bài báo đó. Thế còn Maya, xuất thân là một người mẫu, khán giả gần đây thì biết đến bạn với một vai trò là ca sĩ, chưa có quá nhiều kinh nghiệm về diễn xuất. Thế thì không biết Maya làm thế nào để có thể thể hiện được một con người lạnh lùng, độc ác và quyến rũ đến một cách trọn vẹn cho nhân vật Trà My đến như vậy? Đúng là vai diễn này cũng là vai diễn đầu tiên trong thể loại phim điện ảnh của Maya, và Maya thấy rất là áp lực. Bởi vì thật ra ở ngoài đời ấy, mình rất là có thể nói là mình hiền. Thành ra bây giờ bảo mình phải vào một cái vai mà đối thủ của mình có đối thủ và mình rất là ác nữa, thì bây giờ mình cũng không biết là mình ác như nào. Tại vì lúc trước ấy thì có một thời gian cũng khá là dài, cũng phải đến 5 năm để theo học lớp diễn xuất của Cung Thiếu Nhi ấy, ngày đó vẫn còn nhỏ nhỏ. Là từ bé đã đóng vai ác rồi. Thực ra là mình cũng quen với cả diễn xuất rồi, cũng biết một chút. Cái này là tiết lộ thật luôn nhá. Vân Trang rất là dễ thương, Vân Trang rất là dễ thương, rất là xinh. Nhưng mà cái lúc đấy tự nhiên mẹ phải nghĩ rằng, cái lúc mà quay ấy, mẹ phải nghĩ rằng bây giờ làm nào để mình ghét Vân Trang được. Không thể nào biết cách nào để mà ghét được ấy. Nhưng mà nghĩ thôi bây giờ mình chưa bao giờ mình ghét ai, thì coi như đây là người đầu tiên mình ghét đi. Cắm thù. Rồi mình ghét lắm rồi đấy mình. Thành ra là tự nhiên lúc đấy không hiểu sao mình hóa thân vào nhân vật và mình có thể tròn được cái vai. Thế còn Vân Trang? Thật sự mà nói là với bộ phim Scandal này thì Vân Trang là một diễn viên và được thể hiện một cái vai về cuộc đời của một người nghệ sĩ, cho nên là Vân Trang tâm đắc rất là nhiều. Và Vân Trang cũng đặt cái tôi của mình vào phim, vào nhân vật của mình rất là lớn. Hiện tại tới thời điểm này Vân Trang xem phim á, thì Vân Trang thấy là mình cũng khá là hài lòng với lại một cái nhân vật được mô phỏng từ mình. Vân Trang nghĩ là nếu như mà Vân Trang bị rơi vào hoàn cảnh giống như Ý Linh thì chắc chắn là Vân Trang cũng sẽ phải hành động giống như Ý Linh thôi. Nhớ đừng có ghét mình. Trôi về đâu trong ngày sau, ta chỉ quay bước đi, chẳng hoài nghi, chẳng còn chi, anh còn trông ngóng gì. Thì hãy nói chia tay là mãi mãi, hãy ra đi. Đây là bộ phim
rất là yêu thích. Và đây cũng là một cái phim mà khai thác một cái đề tài cũng đối với Kiều cũng khá là thú vị, nói lên cái gọi là cái mặt trái của showbiz và cái sự tham vọng của con người. Nên Victor cũng hy vọng là khán giả xem sẽ đón nhận phim này và sẽ cảm nhận được cái thông điệp của phim. Vân Trang thân mến, trong bộ phim thì Vân Trang và anh Khương Ngọc có quay cảnh nóng với nhau. Thế thì không biết khi mà diễn xuất cái phân đoạn này, hai người đã phải làm việc với nhau như thế nào? Có gặp khó khăn gì hay không? Đương nhiên là có tập thì cũng không tập được rồi đó. Tại vì cảnh này làm sao mà tập được. Nhưng mà tại vì Vân Trang với lại anh Khương Ngọc thì hai anh em cũng là đồng môn. Và giống như là mình cũng hiểu nhau quá rồi. Thành ra phân đoạn đó quay rất là nhanh và cũng rất là mắc cười. Đó là anh Khương Ngọc thì trước cái cảnh quay đó là anh Ngọc chuẩn bị rất là kỹ, tại vì body của mình phải thật là đẹp. Nhưng mà xong rồi lên trên giường thì Victor Vũ bảo anh á là bây giờ em kéo mình em đắp hết cái người em đi. Nhưng mà anh Khương Ngọc thì nói thôi anh cứ xin này nỉ anh Victor là thôi cho em kéo xuống đi, đằng chân nhìn nó đẹp. Nhưng mà anh Victor thì nói thôi như vậy nhìn nó phô lắm, em cứ kéo lên đi. Thế là hai bên kéo lên kéo xuống. Thì Victor mới đi ra ngoài ngồi trên monitor rồi á, thì anh Khương Ngọc ở đây, anh Khương Ngọc nói cả lần che máy là giùm em đi để em kéo xuống. Và trong cái cảnh đó thì thấy thay vì con người ta 6 múi thì thấy được anh Ngọc chỉ có khoảng 2 múi thôi. Thế còn Maya, không biết trong cái quá trình tham gia bộ phim thì bạn đã gặp những khó khăn gì và phân đoạn nào mà bạn thấy khó khăn nhất trong diễn xuất của mình? Phân đoạn mà Maya thấy khó khăn nhất đấy là cái phân đoạn mà Ý Linh nằm mơ thấy là mình đang dự tiệc của cái bộ phim Nữ Sát Thủ ra mắt. Thì là có Maya đến để chúc mừng và giết. Lúc đó là phải cầm cái khui rượu, phải làm sao cho nó thật là thật. Thế mà thì đâm thật chứ còn gì nữa. Thì đó. Mà đâm để cho máu nó chảy tung ra còn phải đẹp nữa. Thành ra là mẹ đã lúc đó phải tập trung hết sức, bởi vì là mình phải làm sao giữ được tay cho nó thật là thật. Thế và rồi cái bộ mặt của mình lúc đó nữa, mình cũng phải diễn sao cho nó thật là nham hiểm và bệnh hoạn một chút. Thế thì hỏi nhỏ nha, không biết trong cái quá trình diễn xuất chung với nhau thì Vân Trang với Mea có những cái cảnh vật lộn này nọ, không biết có ai gây ra hậu quả cho người kia chưa? Ví dụ trầy xước hay nọ chẳng hạn. Đoạn đó là hai chị em mình trên cầu ở bên quận 7 lộn nhau ở dưới cái bãi đất. Thì chân tay về thì xuất sắc hết. Người á bị mũi đốt từ đây xuống dày kín luôn rồi. Chưa bao giờ trong đời bị mũi đốt như vậy. Mà nằm im ru không dám gì, không dám ghi hết được á. Vì người có người bị mũi đốt nhiều nhất. Mà không dám, à Vân Trang còn gãi cho mình nữa. Cứ mang lên đây để gãi. Thế thì không biết sau dự án Scandal, hai bạn đã có những dự định gì trong thời gian sắp tới hay chưa? Tới thì mẹ sẽ ra CD Vol 3 vào dịp cuối năm. Và mẹ cũng chưa dám nói trước điều gì, nhưng mà cũng có một vai diễn điện ảnh đang chờ mẹ. Sao cái phân đoạn này giống như trong phim Scandal? Trong phim Scandal thì Maya có một cái đoạn được phóng viên phỏng vấn và nói là có dự án gì sắp tới hay chưa. Maya cũng nói là sẽ có một bộ phim điện ảnh được mời. Còn Vân Trang, dự định của bạn sắp tới như thế nào? Trước cuối năm này thì Vân Trang cũng tranh thủ làm xong hai dự án phim nhựa nữa, để có thể là năm sau sớm nhất là sẽ chào đón quý vị vào một cái dịp là hè. Cảm ơn Maya và Vân Trang rất nhiều về buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay. Minh Phương xin thay mặt cho ekip thực hiện chương trình xin chúc cho Maya và Vân Trang sẽ luôn thành công với những kế hoạch của mình trong tương lai. Xin cảm ơn hai bạn đã tham dự buổi trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn Minh Phương. Cuối cùng thì Vân Trang và Maya xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị đang theo dõi chương trình Cà Phê Cùng Sao. Và Maya cũng như Vân Trang hy vọng là quý vị khán giả sẽ đến rạp và xem phim ủng hộ Scandal của Vân Trang và Maya nha. Thưa quý vị và các bạn, phần trò chuyện vừa rồi của MC Minh Phương và hai nữ diễn viên chính trong bộ phim Scandal cũng đã khép lại chương trình Hậu Trường Nghệ Thuật tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin hãy gọi cho chúng tôi theo số 1900 599957. Chương trình Hậu Trường Nghệ Thuật được phát sóng vào lúc 12:20 trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Xin thân ái chào tạm biệt.